Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, lần đầu tiên trong lịch sử, trên trang báo chính thống của nhà nước nói về bí tích thêm sức. Bài báo đã nói về nguồn gốc, ý nghĩa của bí tích thêm sức, cũng như ai có quyền được ban bí tích này trong đạo Công giáo. Thật là ý nghĩa, việc làm này giúp mọi người hiểu hơn về bí tích thêm sức, đặc biệt là những người ngoại đạo hiểu hơn về đạo Công giáo. Sau đây là chi tiết bài báo. Trong buổi lễ ban bí tích thêm sức, Đức Giám mục sẽ chấm dầu thánh đã được làm phép ghi hình thánh giá lên trán. Với người Công giáo, được ban bí tích thêm sức là cột mốc quan trọng thứ hai sau bí tích rửa tội. Gần đây, một số phụ huynh Công giáo đã đăng lên mạng xã hội các bức ảnh của con mình trong buổi lễ ban bí tích thêm sức tại các giáo xứ. Buổi lễ diễn ra trang trọng, các em được mặc quần áo đẹp, có nơi còn đeo thêm vòng hoa vào cổ, cúi mình đón nhận bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức là gì? Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, chánh xứ giáo xứ Thị Nghè cho biết, có 7 phép bí tích trong Công giáo, đó là bí tích rửa tội, bí tích thánh thể, bí tích thêm sức, bí tích hòa giải, bí tích sức dầu bệnh nhân, bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối. Một giáo dân bình thường khi được lãnh bí tích rửa tội thì cho dù giữ đạo hay không giữ đạo, họ vẫn được ghi dấu ấn bí tích trong niềm tin và trong cộng đồng. Tương tự, bí tích thêm sức cũng vậy, mỗi giáo dân chỉ lãnh duy nhất một lần trong đời. Theo vị linh mục, bí tích thêm sức là một trong 3 bí tích gia nhập khai tâm Kitô giáo, cùng với bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Vậy, ai được nhận bí tích thêm sức và nhận vào khi nào? Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng cho hay, khi một người trưởng thành gia nhập đạo sẽ cùng lúc lãnh 3 bí tích là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Còn với trẻ em thuộc những gia đình đã có đạo, thường khoảng 1 tháng tuổi sẽ được cha mẹ đưa đến nhà thờ lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành người có đạo. Đến khi 9-10 tuổi, các em đã học giáo lý tại giáo xứ sẽ được đón nhận bí tích giải tội và thánh thể. Bí tích thứ tư mà các em được đón nhận sẽ là bí tích thêm sức, thường vào khoảng năm 12 đến 13 tuổi. Rửa tội không phải chỉ là đổ một tí nước hay thêm sức là sức một tí dầu thánh, mà là để xác định việc họ trở thành người có đạo, nói cách khác là Kitô hữu, tức là người trở thành hiện thân của Chúa, sống đời sống thánh thiện theo gương của Chúa, sống đời sống yêu thương, phục vụ, bác ái theo gương của Chúa. Linh mục chánh xứ giáo xứ Thị Nghè giải thích. Nguồn gốc, ý nghĩa của bí tích thêm sức, nghi thức ban bí tích thêm sức. Theo linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, trong đạo Công giáo có tất cả 7 phép bí tích. 7 phép bí tích này có từ thời nguyên thủy do Chúa Giêsu thiết lập. Về nguồn gốc bí tích thêm sức, ngày trước khi các tông đồ đón nhận tin Chúa Giêsu chịu chết thì hoang mang, lo sợ. Họ ở trong nhà đóng kín cửa vì sợ bị bắt, sợ bị giống như thầy mình, sợ không dám làm gì hết. Chúa Cha đã ban Chúa Thánh Thần xuống, thông qua làn gió lọt vào các khe cửa, vào nhà, ban sức mạnh thần khí cho các tông đồ. Sau đó, khi đón nhận Chúa Thánh Thần rồi, với sức mạnh tác động của Thánh Thần, người tông đồ mở tung cửa ra đi để làm chứng bằng đời sống, đi khắp nơi giao giảng cho mọi người biết về mầu nhiệm cứu độ của Chúa, về sự phục sinh của Chúa để đem ơn cứu độ cho nhân loại, phục hồi sự sống mới cho con người. Từ đó, người Công giáo tin rằng bí tích thêm sức đã giúp các tông đồ gia tăng sức mạnh. Các em khi lãnh nhận bí tích thêm sức là các em được xác định một độ trưởng thành nhờ ơn sủng Chúa Thánh Thần. Qua đó, các em trở thành chứng tá cho đời sống Kitô giáo, đời sống bác ái, yêu thương. Các em cũng có thêm sức mạnh của Chúa Thánh Thần để trở thành người làm chứng cho ơn cứu độ, tình thương, công lý, bác ái, cho sự phục vụ yêu thương như chính Chúa đã phục vụ. Trong Công giáo, mỗi đứa trẻ sinh ra ngoài cha mẹ ruột còn có cha mẹ đỡ đầu, góp phần chung đào tạo, nhắc nhở đứa trẻ về đời sống đạo đức thiêng liêng. Chánh xứ giáo xứ Thị Nghè chia sẻ, giáo hội hướng dẫn người đỡ đầu có bổn phận, trách nhiệm với người con đỡ đầu của mình. Vì vậy, giáo hội tách biệt ra, không để cha mẹ ruột đỡ đầu cho con cái, mà cần một người khác cho sự cộng tác thêm nữa, với ý thức chung để đào tạo, giáo dục những người trong giáo hội. Thông thường, mỗi năm các giáo xứ sẽ tổ chức ban bí tích thêm sức một lần, nhưng ở những giáo xứ ít người thì có thể gom lại 2 năm là một lần. Buổi ban bí tích này sẽ diễn ra trong thánh lễ,
và chỉ giám mục là người ban bí tích thêm sức cho các em, trừ trường hợp đặc biệt được giám mục ủy quyền. Mỗi giáo xứ được đón giám mục về thì ai nấy cũng vui như đón người cha về đại gia đình. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.